Nếu yêu thích tu tiên, huyền huyễn, hãy đến với Góc Vân Anh, nơi tổng hợp những bộ truyện tu tiên, huyền huyễn hay nhất, nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé, cảm ơn mọi người. Chương 509, Minh Thổ Chí Tôn. Hỏa diễm đốt hư không không ngừng run rẩy, một lỗ đen dài hàng ngàn dặm, làm cho tất cả mọi người dừng lại, nhìn Tiêu Viêm xuất hiện trước cửa hư không, tất cả mọi người nghi ngờ, trong một thời gian không ai nói chuyện. Vị Tiêu Viêm này không phải là Tiêu Viêm treo thưởng sao, thật sự là hào khí ngút trời, thoải mái ở chỗ này chờ chúng ta. Trong đám đông, một âm thanh lớn đã phá vỡ sự im lặng, và ngay lập tức, một người nam nhân mặc đồ đen bước ra, nơi đi qua, Vân Hải đã biến mất, khuôn mặt của hắn cứng rắn như rìu và dao khắc, đứng trước đám đông, khóe miệng mỉm cười, bội phục đến cùng một lúc, không hổ là một người có thể chiến đấu với thần đình hoàng chủ, chỉ với một sự táo bạo này, không phải là những gì người bình thường có thể có. Vừa nói ra, đám người phía sau người nam nhân lập tức bộc phát từng đợt tiếng xì xào bàn tán, ngay sau đó, liền có vô số lời nói hay nóng bỏng, hoặc ánh mắt sắc bén hướng về Tiêu Viêm, bầu không khí giữa thiên địa đột nhiên thay đổi. Tiêu Viêm thần sắc trầm xuống, hắn nghe ra âm thanh ngoài dây trong giọng nói của người nam nhân áo đen, hành tung của chính mình, thần đình thế mà biết rõ ràng như vậy. Trận chiến với võ chiến đại chúa tể chắc chắn sẽ gây ra sự hỗn loạn lớn của Trung Nguyên cảnh, liên tiếp, chắc chắn sẽ có rất nhiều truyền nhân chí tôn tập trung vào hắn, nhưng Tiêu Viêm này đã sớm được dự đoán, chỉ là thật không ngờ, bọn hắn lại đến với vô tận thiên vực, bên cạnh chính mình, chẳng lẽ đã đặt tai mắt gì vào thần đình. Hắn trong nháy mắt muốn đến hoàng nữ, Tiêu Viêm cắn răng nghiến lợi, nhìn về phía trước mọi người, ngoài những người nam nhân áo đen, còn có gia hỏa mà hắn có chí tôn, mỗi người đều mạnh mẽ đáng sợ. Bên cạnh đó, cường giả của Đại Huyền Thiên cũng không phải là ít. Đây có phải là để bắt đầu trước khi Trung Nguyên cảnh, bắt đầu bước vào con đường chí tôn trước thời hạn? Một ánh mắt, hoặc đầy nóng bỏng, hoặc đầy lạnh lùng, sau khi giọng nói của người nam nhân kết thúc, mọi người vô hình phân chia hai phe. Một là sau khi biết Tiêu Viêm và đại chúa tể giao thủ sau khi người không tự giác lùi lại, phần còn lại, là chiến ý xông lên trời, người xoa tay. Ở phía sau ta, ngọa hổ tàng long giả đếm không xuể, rất nhiều người bị hấp dẫn bởi khí tức kinh thiên truyền đến từ đây, chỉ là, so với loại khí tức này, người xuất hiện, ngược lại càng làm cho mọi người hưng phấn. Thấy Tiêu Viêm không nói lời nào, người nam nhân áo đen tiếp tục cười mở miệng, ta là Dư Hạo Trạch, truyền nhân của Minh Thổ Chí Tôn. Minh Thổ Chí Tôn, một cái tên chí tôn khác xuất hiện, Tiêu Viêm híp mắt lại, hai đạo tinh quang giống như trường kiếm bắn tới, nhìn về phía Dư Hạo Trạch. Ta chưa bước vào đại chúa tể, trong khi ngươi đã có thể cùng võ chiến đại chúa tể giao thủ, khoảng cách giữa ngươi và ta sẽ rất lớn, nhưng chính xác là bao nhiêu, ta muốn thử. Dư Hạo Trạch nhếch miệng cười, tinh quang trong mắt lóe lên. Chỉ là chúa tể, ngươi muốn tìm chết sao? Tiêu Viêm lạnh lùng mở miệng, hắn đứng trước cửa hư không. Chỉ cần nhìn bằng mắt, có thể khiến không ít người cúi đầu không dám nhìn nhau, sau này cùng võ chiến đại chúa tể giao thủ mà thành công rút lui, uy danh như vậy, khiến hầu hết mọi người trong nội tâm không nhịn được mà sợ. Người ta cùng là truyền nhân chí tôn, há có thể không chiến mà giáng xuống, làm nhục thanh danh chí tôn, nếu không địch lại, ta sẽ nhận thua. Dư Hạo Trạch lắc đầu, chiến ý trong mắt dâng trận, truyền nhân chí tôn có thể lấy bại, nhưng nếu không có tâm tính dám đánh một trận, cũng không cách nào được chí tôn lựa chọn. Được. Tiêu Viêm sắc mặt hờ hững gật đầu, hắn không nói thêm gì, bước trước một bước, giữa lòng bàn tay hỗn độn khí bắt đầu lưu chuyển, gõ núi chấn hổ, hắn có đủ thủ đoạn đánh tan Dư Hạo Trạch. Minh Thổ Chí Tôn, một xưng hô chí tôn mà hắn chưa từng nghe qua, truyền nhân của hắn, rốt cuộc có năng lực gì, Tiêu Viêm từ nội tâm mà nói cũng muốn nhìn thấy một chút, hắn bước lên con đường chí tôn, tất nhiên sẽ cùng với tất cả truyền nhân chí tôn giao thủ. Mà mỗi một chí tôn lại có rất nhiều truyền nhân, có trời mới biết ở đâu đó, có thể có truyền nhân chí tôn của Minh Thổ bước vào đại chúa tể, ở đâu đó trên đường chí tôn chờ hắn. Ầm ầm, trước mặt mọi người, Dư Hạo Trạch không chút do dự xuất thủ, trong lúc thi triển thân pháp, bên mình dường như đều hóa thành bóng tối vô tận, giống như dòng sông chảy xiết, lại giống như một con hoàng giả vô tận từ trong sự tan vỡ, theo hắn tiến lên mà mãnh liệt không ngừng, một quyền đánh ra, chí tôn lực cuốn quanh trên đó. Giống như đánh thủng bầu trời, bóng tối bao trùm tất cả sinh cơ, Minh Thần bước ra từ hoang cổ dùng sức mình huy động thực lực của chư thiên vạn giới, tất cả đều hướng về phía Tiêu Viêm bắn chết. Trong đám đông, rất nhiều đại huyền thiên trong nội tâm sốc, liên tục lui về phía sau, cảm giác đã đến một loại áp bức khủng khiếp giống như bầu trời sụp đổ, khiến hơi thở của bọn hắn không còn mượt mà, rất nhiều người từ thần đình, sắc mặt ngưng trọng, trong bọn hắn mặc dù cũng có truyền nhân chí tôn,
có thể đạt tới trình độ Dư Hạo Trạch, đương nhiên vẫn là số ít. Sắc mặt Tiêu Viêm bình tĩnh, trong mắt hắn hiện lên một tia kinh ngạc, hắn cùng Âm Dương Chí Tôn, Hoàng Vũ Chí Tôn truyền nhân giao thủ, có thể là loại cực kỳ áp bức này, giống như Hắc Ám Thiên Nguyên lực lượng hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, Minh Thổ Chí Tôn này, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Ầm ầm. Tiêu Viêm nằm ngón tay mở ra, lòng bàn tay diễn ra một bên hỏa diễm thế giới, vạn trượng hỏa diễm trong hư không giống như sóng lớn kinh hãi ầm ầm nổi lên, vô số hỏa diễm tràn ngập như mạng xé toạc hư không, bóng tối cực hạn này, trong nháy mắt bị hỏa diễm gầm gừ nuốt chửng, bóng dáng Dư Hạo Trạch cũng bị nhấn chìm cùng một khắc, giữa hỏa diễm nóng bỏng, giống như nổ tung ra hàng trăm đạo xiềng xích hóa thành hỏa diễm. Xiềng xích tranh mình vang lên, cứng rắn đâm thủng hư không, dưới ánh mắt của mọi người, hung hăng đâm vào bộ tứ vân hải, giống như một cái lưới lớn bao trùm thiên địa, khiến Dư Hạo Trạch hoàn toàn lâm vào trong đó. Rít! Từng đạo âm thanh hít một hơi lãnh khí vang lên, rất nhiều người nhìn thấy vẻ hoảng sợ. Dư Hạo Trạch một kích, đủ để làm cho tam trọng thế giới chúa tể kinh hãi, nhưng trong tay Tiêu Viêm, chỉ cần một kích tiện tay, liền làm cho tất cả thế công của tiền nhân hóa thành hư huyễn. Muội muội, người thấy rõ chưa? Trong đám đông, người nam nhân tóc tím cao lớn đôi mắt nhẹ nhàng ngưng tụ, nhìn về phía bên cạnh mái tóc tím đuôi ngựa tiểu cô nương, cô nàng trông cực kỳ có thể yêu thương, giống như búp bê sứ làm cho người ta yêu thích. Bước vào đại chúa tể, ngoài việc lĩnh ngộ chí tôn lực, cũng lĩnh ngộ hỏa diễm đại đạo, trách không được lợi hại như vậy. Tóc tím tiểu cô nương lẩm bẩm, nàng nhìn chằm chằm vào tất cả các động tác của Tiêu Viêm, trong hai viên ngọc đen, như thể có một số loại lực lượng không thể diễn tả. Một cái nhìn thoáng qua, tâm trí của con người dường như đắm mình trong đó. Ngươi có tin tưởng cùng hắn đánh một trận sao? Người nam nhân tóc tím mỉm cười nhẹ nhàng, hắn không nói thắng, mà là dùng một trong những lý do này. Ta đánh không lại hắn, có lẽ để cho hắn xuất toàn lực bản lĩnh cũng không có. Tóc tím tiểu cô nương lè lưỡi, bĩu môi nói. Cái gì? Nghe vậy, người nam nhân tóc tím rõ ràng ngẩn ra, hắn cau mày, nhìn về phía trước phủ đầy hư không hỏa diễm lưới lớn, giữa bọn hắn nói chuyện, hỏa diễm run rẩy dữ dội, như có nước chảy bóng tối tràn ra từ đó, nhưng trong chốc lát, bóng tối như lưỡi dao sắc bén vô tận cắm thẳng vào chân trời, xé rách mảnh lưới hỏa diễm này. Trong bóng tối, giống như nổi lên một vĩnh hằng khổng lồ, trên hoàng đất, Dư Hạo Trạch thở hổn hển đứng ở phía trên, phía sau, có một mảnh tối tăm đang bốc lên, bóng tối giống như dòng sông chảy xệ, dưới ánh mắt của tất cả mọi người, từ từ hóa thành một hắc ảnh khổng lồ, giống như nguồn gốc của bóng tối trên thế giới, khiến người ta cảm thấy kinh hãi. Minh Thổ Chí Tôn. Gia hỏa này dĩ nhiên đã tu luyện ra Chí Tôn Pháp Thân, trách không được lấy thân chúa tể liền dám cùng Tiêu Viêm đánh một trận. Hóa ra là ẩn đòn sát thủ. Mỗi truyền nhân chí tôn là một kiêu nghệ của một thời đại, cho bọn hắn đủ thời gian để hoàn toàn có thể bước vào đại chúa tể. Người này, sau này có thể là một kẻ thù lớn trên con đường chí tôn. Từng câu vang lên trong đám người, Dư Hạo Trạch đứng trên mặt đất, gân xanh trên trán hắn nổi lên, khóe miệng thậm chí còn có máu tươi chảy xuống. Dư Hạo Trạch gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, hắn có chút không thể tin được. Trả giá lớn như vậy, thế mà chỉ là vì ngăn cản Tiêu Viêm tiện tay một kích. Người đã tiếp xúc đến đại chúa tể tự trương. Sau một thời gian dài trầm mặc, giọng Dư Hạo Trạch có chút khàn khàn mở miệng, lời nói ra, một lần nữa làm cho một số người có dụng tâm khác kinh ngạc, trong nháy mắt nảy sinh một chút lưu ý, lĩnh hội đại chúa tể tự trương, đây đã hoàn toàn là sự tồn tại của cấp độ thần đình hoàng chủ, đối với bọn hắn ngày nay, chính là không có một chút phần thắng. Chương 510, Hoàng Nữ trước bát ngự tiền. Lời nói của Dư Hạo Trạch, khiến tất cả mọi người đều lâm vào yên lặng, vô số ánh mắt từ bốn phương tám hướng xông đến, tất cả đều rơi vào trên người Tiêu Viêm, tất cả mọi người đều đang chờ Tiêu Viêm trả lời. Chỉ là hơi hiểu được ra lông. Bình tĩnh nhìn qua tất cả ánh mắt ném tới, thanh âm của Tiêu Viêm rất lạnh nhạt, ánh mắt hắn cố ý dừng lại một lát trên một vài bóng dáng nào đó trong đám người, sau đó một lần nữa nhìn về phía Dư Hạo Trạch. Đối với bóng tối bốc lên sau lưng người kia, bóng dáng đen tối như dòng sông chảy xuyên thấu, hắn đúng là cảm giác đã đến một chút kiêng kỵ. Đây có phải là Minh Thổ Chúa Tể không? Chí Tôn Pháp Thân, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói, trước đây không đáng kể là cùng Hoàng Thần Đại Tôn giao thủ hay cùng La Uyên tranh đoạt thân phận Đại Chúa Tể của Đại Thế Giới, đều chưa từng nhìn thấy Chí Tôn Pháp Thân như vậy, lực lượng mà người kia này sở hữu, thật sự là khiến người ta tin sợ hãi. Hiểu một chút về Gia Long. Nghe vậy, sắc mặt Dư Hạo Trạch không khỏi có chút thê thảm, hắn cười lạnh, ánh mắt giống như lợi nhuận cắt lên người Tiêu Viêm, thần sắc sau này lại không có chút biến hóa nào. Chí Tôn Pháp Thân của ta,
vốn có ý là cùng cứng đối ngạnh chiến đấu một lần, ai biết được, thế mà vào lúc này liền vận dụng nó, lực lượng hiện tại của ta, đã không đủ để chống đỡ chí tôn pháp thân một lần nữa thi triển, trận giao phong này, coi như ta thua. Ngay cả khi có vạn lần không cam lòng, Dư Hạo Trạch vẫn thở dài một tiếng, nói, tùy ý, không tiễn. Tiêu Viêm thản nhiên mở miệng, nhẹ nhàng vươn một tay ra, ý bảo Dư Hạo Trạch rời đi. Tiêu Viêm, ngươi đừng quá đắc ý, truyền nhân chí tôn minh thổ còn rất nhiều, ta tin chắc rằng chắc chắn có người đã bước chân vào đại chúa tể từ lâu, đối thủ thực sự của ngươi, còn lâu mới xuất hiện. Dư Hạo Trạch hít sâu một hơi, lạnh lùng mở miệng, xua tan cơn giận dữ còn sót lại trong nội tâm. Các ngươi nếu đã biết không phải đối thủ của ta, cần gì phải tới nơi này? Tiêu Viêm mỉm cười, liếc nhìn mọi người ở xa, giai điệu rất thoải mái. Ngươi! Nghe giọng điệu gần như khiêu khích này, tất cả mọi người đều nổi giận, bọn hắn đều là con cưng của thời đại mình, thức tỉnh vào cuối kỷ nguyên, chính là muốn tranh hùng chí tôn lộ, mỗi người đều có kiêu ngạo vô cùng, lời nói của Tiêu Viêm, không thể nghi ngờ là miệt thị trần trụi. Minh thổ chí tôn truyền nhân chỉ đến như thế, Tiêu Viêm, người có dám cùng ta đánh một trận? Lời nói của Tiêu Viêm vừa dứt xuống, trong đám đông, một giọng nói trầm ổn vang lên, ngay sau đó. Một người trung niên hai bên tóc mai có chút trắng bệch mặt không chút thay đổi đi ra, giữa mi tâm của hắn, có một cái mắt dọc vàng, đi lại giữa, giống như một hỏa diễm đập vào mặt, khiến hư không trực tiếp bốc cháy. Ta không phải là truyền nhân chí tôn gì đó, chỉ là một người bình thường, từng cùng võ chiến đại chúa tể giao thủ một lần, đáng tiếc không địch lại hắn. Người trung niên cười nhạt, nhẹ nhàng chắp tay về phía Tiêu Viêm, khí thế mênh mông nặng nề, thân hình đơn bạc, chững chạc như một con nhạc lớn. Cùng võ chiến đại chúa tể giao thủ. Ta nhớ, hắn là từ Thạch Ngư, một trong những bát ngự tiền từng là một trong những bát ngự tiền, trước khi hoàng nữ hoành hành, hắn là vương trong bát ngự tiền. Có người kinh hô thành tiếng, nhận ra thân phận của người trung niên, lai lịch của người kia, nhất thời khiến không ít người đều ghé mắt, vừa nghĩ đến sự kinh khủng của người nữ nhân kia, lại nhìn về người trung niên vững vàng như bàn thạch trước mắt, đều là theo bản năng hít một hơi khí lạnh. Hắn lại xuất hiện. Thật khó để tưởng tượng, ta nghĩ rằng đại nhân này sẽ không xuất hiện một lần nữa, ngoại trừ kỷ nguyên hủy diệt. Người nam nhân tóc tím lắp bắp tự nói, trong mắt có một chút ngưng trọng, hắn lúc trước nhìn về phía Dư Hạo Trạch, đều không có loại ánh mắt này. Thật là người mạnh mẽ, tuy nhiên, không bằng Dương Diệt Tiêu, hẳn là không phải đối thủ của Tiêu Viêm. Tóc tím tiểu cô nương ăn đường không biết lấy từ đâu ra, vừa thì thầm, vừa ăn kẹo trong tay. Dương Diệt Tiêu, người nam nhân tóc tím híp mắt lại. Theo bản năng nhìn mọi người đang ẩn náu giữa Vân Hải, nhìn một vòng, nhưng không nhìn thấy bóng dáng của Dương Diệt Tiêu. Các hạ thế nhưng còn có thân phận này, thần đình rốt cuộc hứa hẹn chỗ tốt gì, có thể làm cho bát ngự tiền đã sớm thoái ẩn xuất thủ. Lắng nghe những lời bàn tán của mọi người vào tai, Tiêu Viêm lông mày vẩy một cái, nhìn về phía Tử Thạch Ngư, cũng có chút ngạc nhiên, hoàng nữ trước khi vào top bát ngự tiền, danh tính này có thể là tuyệt vời. Hổ thẹn. Lúc trước cùng võ chiến đại chúa tể vì một số khúc mắc mà rời khỏi thần đình, chuyện cũ không đề cập cũng được. Nụ cười của Tử Thạch Ngư vẫn bình tĩnh như trước, trong nháy mắt dứt lời, hai tay giống như hóa thành hai khối hỏa diễm đang cháy bỏng, đột nhiên xuyên thủng vào hư không trước người. Ngay sau đó, không gian trước mặt Tiêu Viêm đột nhiên sụp đổ, hai đạo gầm gừ hỏa diễm nóng rực như mặt trời mọc, trong nháy mắt rơi vào ngực Tiêu Viêm. Phanh! Đủ để oanh tạc lực lượng của thế giới. Để cho Tiêu Viêm trực tiếp hướng về sau rút lui, hai chân nặng nề đạp vào giữa hư không, bước ra khỏi vết nứt mắt thường có thể nhìn thấy, hắn lui về phía trước cửa hư không, tay nắm giữ cánh cửa lung lay sắp đổ, lúc này mới miễn cưỡng dừng lại. Ông! Một kích đắc thủ, Từ Thạch Ngư mặt không chút thay đổi, trong sự kinh hãi của mọi người, thân hình hắn quỷ dị tiêu tán, giống như hóa thành hàng ngàn trọng lượng hỏa diễm lẻn vào trong hư không, mặc cho mọi người cảm ứng như thế nào, đều không thể nhận ra hắn tồn tại. Cơn đau đớn trên ngực truyền đến, giống như một cơn đau đớn, làm cho xương ức đau đớn. Tiêu Viêm ngẩng đầu lên, đôi mắt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc, chợt khóe miệng không khỏi nhếch lên một nụ cười. Gia hỏa có năng lực này, đây là lần thứ hai hắn nhìn thấy. Phanh! Trong khoảnh khắc Tiêu Viêm ngẩng đầu lên, hư không xung quanh đột nhiên run rẩy, giống như có một lực lượng nào đó sẵn sàng phát động. Tiêu Viêm tiến lên nhanh như chớp, ngay sau khi khởi hành, một nơi nào đó run rẩy hư không vỡ vụn mà mở ra. Vô số hỏa diễm như mưa lớn đến, đem nơi Tiêu Viêm đứng xuyên qua. Hưu! Ngay sau đó, Tiêu Viêm xuất hiện ở phía sau, hư không lặng lẽ vỡ vụn, đốt cháy hỏa diễm, một lòng bàn tay như lưỡi kiếm, ngay lập tức rơi phía sau Tiêu Viêm. Trong nội tâm hơi giật mình, quanh thân Tiêu Viêm,
hỗn độn khí chợt gầm rú, lòng bàn tay trong hỏa diễm trong nháy mắt thu hồi, ngay cả hư không xa xa cũng nổ tung. Từ Thạch Ngư sắc mặt bình tĩnh xuất hiện từ trong đó, hỏa diễm lượn lờ đầy trời chợt đi vào trong cơ thể hắn, thao tác hỏa diễm, dường như vẫn còn trên Thiêu Viêm. Xứng đáng là bát ngự tiền hàng đầu. Nhìn như không thấy ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hỗn độn khí quanh thân của Thiêu Viêm đang chậm rãi lưu chuyển, giống như một đại thế giới, khiến cho tất cả thực lực chúa tể không thể xâm nhập. Nếu ngươi chỉ là chúa tể, đã sớm thành một cỗ thi thể rồi. Từ Thạch Ngư lạnh lùng mở miệng, lời nói của hắn không phải rất nhiều, đây là thói quen hình thành trong nhiều năm làm bát ngự tiền. Đáng tiếc ta không phải. Thiêu Viêm mỉm cười, hắn nhìn chằm chằm Từ Thạch Ngư, nụ cười rất bình tĩnh, giống như đang suy nghĩ cái gì đó, vết thương vừa rồi đối với nó dường như không có chút ảnh hưởng nào. Từ Thạch Ngư đồng dạng đánh giá Thiêu Viêm, hắn nhìn kỹ Thiêu Viêm xung quanh hỗn độn khí, đã được chứng kiến rất nhiều truyền nhân chí tôn, hắn chưa bao giờ thấy loại chí tôn lực này. Mọi người trầm mặc không nói, giao thủ vừa rồi chỉ mới một hai hiệp, tình huống trình bày lại khiến mọi người kinh hãi, người đến đây đều không phải là người tầm thường, đối với Từ Thạch Ngư xuất thủ nhưng không ai thấy rõ ràng. Ngươi là người Hỏa Vu tộc đi. Một lát sau, Thiêu Viêm mở miệng đầu tiên, thủ đoạn vừa rồi của Từ Thạch Ngư, cực kỳ giống Nhiễm Tịch lúc trước. Gia hỏa này, kể từ khi cùng chính mình chia tay trong Tây Bắc Thần Đình, không có một chút tin tức. Thủ đoạn của Hỏa Vu tộc chính là sự thành thạo của việc điều khiển hỏa diễm, có thể tùy tiện hóa thành hỏa diễm bất cứ lúc nào, thậm chí hòa nhập vào hỏa diễm, khả năng này, ngay cả khi Thiêu Viêm hiểu được đạo lý của hỏa, cũng không thể dễ dàng như vậy. Xưng hô này, ta đã lâu không nghe đã đến, xem ra người biết cái gì, Hỏa Vu tộc hiện tại chỉ còn lại, không quá 5 người, ta chính là một trong số đó. Từ Thạch Ngư cũng không cảm thấy kinh ngạc, hắn bình tĩnh gật đầu, dưới ánh mắt của Thiêu Viêm. Cả người một lần nữa hóa thành một đoàn vạn vẹo hỏa diễm, lặng yên không một tiếng động biến mất trong hư không. Hư! Thiêu Viêm không nói gì, hắn vươn tay ra, thân hỏa bốc lên từ tay hắn, giữa sự run rẩy làm hư không méo mó. Hắn không còn sử dụng hỗn độn khí, đây sẽ là va chạm lớn giữa hỏa diễm. Đó là khí tức của đại chúa tể tự trương, và hắn muốn hoàn thành đại chúa tể tự trương. Tóc tím tiểu cô nương chợt mở miệng, đôi mắt to lấp lánh, cực kỳ có thể yêu. Không thể tưởng tượng được. Hắn khống chế hỏa diễm, so với chí tôn lực còn mạnh hơn một chút. Đầu ngón tay của người nam nhân tóc tím gõ đầu, đang lắp bắp tự nói, chỉ còn lại một tiếng thở dài. Chương 511, Đại Chúa Tể Tự Trương. Ầm ầm. Giữa hư không gợn sóng của Vân Hải, hỏa diễm như một hòn đá lộn xộn xuyên không khí, đột nhiên từ một không gian run rẩy liên tục bạo phát ra, chẳng hạn như một mặt trời nóng bỏng, nơi đi qua, với một thiên thạch hỏa diễm tràn ngập bầu trời. Nửa chân trời là màu đỏ bốc cháy. Thiêu Viêm sắc mặt ngưng trọng, giữa hai tay hắn, nhảy nhót giống như muốn đốt hết mọi thứ, mặc dù không còn là truyền nhân của thiên đạo chí tôn, thân hỏa trong tay hắn, nhưng vẫn là vì sự nắm giữ của cực hạn, ý cảnh tự nhiên của đại chúa tể, để hắn ở giữa thiên địa mênh mông này, vẫn là phá vỡ trật tự thiên địa cùng pháp tắc trói buộc, lĩnh ngộ một loại hỏa diễm đại đạo. Phanh! Đây là một cuộc đụng độ cực hạn giữa hai lực lượng hỏa diễm. Bản thân Từ Thạch Ngư là một người nam nhân Hỏa Vu tộc, sống từ hỏa diễm, chết từ hỏa diễm, và một thời gian trước đây, thần đình thậm chí còn lo lắng rằng chủng tộc này sẽ gây ra mối đe dọa lớn cho thánh đồ, do đó phá hủy nó, và trong nhiều năm, vẫn còn không mệt mỏi để bắt giữ di dân của Hỏa Vu tộc, và Từ Thạch Ngư có thể sống cho đến bây giờ, thậm chí dưới mắt của thần đình như là một biểu tượng của thực lực. Thiêu Viêm kiểm soát hỏa diễm hoàn toàn xuất thần. Hai người giống như một nghệ sĩ điều khiển hỏa diễm, lấy hư không này làm sân khấu, tất cả những người ném ánh mắt đến với sự cực kỳ cực hạn của hỏa diễm. Trong mắt mọi người trong nháy mắt va chạm, trong mắt Thiêu Viêm cùng Từ Thạch Ngư lại giống như vượt qua trăm ngàn hiệp, hai đạo hỏa diễm một chạm liền tan, hai người không hẹn mà cùng lui về phía sau một bước, mồ hôi lại sớm đã thấm ướt quần áo hai người. Từ Thạch Ngư hít sâu một hơi, miệng hổ đều đang run rẩy nhẹ nhàng, mới vừa rồi cùng Thiêu Viêm giao thủ trong nháy mắt. Làm cho hắn giống như đang nhìn đến một loại lực lượng kinh dị vô tận đang ẩn nấp, nhiều năm qua, hắn chưa từng có cảm giác ẩm ướt lạnh lẽo như vậy. Có thể cùng đại chúa tể giao thủ, là vinh dự của ta, có thể đánh bại ta ở một khía cạnh tinh thông nhất của ta, đây mới gọi là giết người chu tâm. Phục hồi tinh thần lại, Từ Thạch Ngư cũng bất chấp ánh mắt khác thường bốn phía, hắn cao giọng mở miệng, thanh âm như sấm sét, làm hư không ù ù. Dưới ánh mắt của Thiêu Viêm, giữa hai tay Từ Thạch Ngư, mỗi một ngón tay của 10 ngón đều giống như hóa thành hỏa diễm đang cháy, rất nhanh, hỏa diễm quét qua toàn thân hắn, không còn cảm ứng được khí tức của người.
bên ngoài cơ thể đều có cực hạn hỏa diễm đang thiêu đốt, và thậm chí cả lục phủ ngũ tạng được tích hợp vào hỏa diễm, đó là không thành công liền thành nhân. Trong đám đông, tóc tím tiểu cô nương giật mình mở miệng, nhất thời quên ăn kẹo. Hắn muốn tự bạo. Nghe vậy, trái tim của người nam nhân tóc tím hung hăng nhảy lên, với thực lực chúa tể như Từ Thạch Ngư, toàn bộ đại huyền thiên chỉ sợ sẽ có cảm ứng. Tự bạo không đến mức, chỉ là một chiêu này tất sẽ giết người 10000, tự tổn hại 80000, người này thật đáng sợ. Tiểu cô nương lầm bầm lắc đầu, đã ở trong lòng âm thầm đem Từ Thạch Ngư ký thành nhân vật nguy hiểm. Tiêu Viêm có thể chống lại không? Người nam nhân tóc tím nheo mắt lại, thấy muội muội của mình không hề hoảng sợ, lập tức cũng không cảm thấy có gì đáng sợ. Có thể, trừ phi hắn dùng trí tôn lực. Tiểu cô nương cười hắc hắc, đôi mắt như ngọc trai đen nhỏ giọt nhìn Tiêu Viêm, sau đó mơ hồ lắc đầu, nhìn hắn trông như thế nào, hình như không. Hư! Từ Thạch Ngư không nói một lời. Dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, hắn hai chân nặng nề bước qua hư không, mỗi một dấu chân đều giống như tan chảy không gian, xuyên thủng một hư không vực sâu nào đó. Hắn ngẩng đầu lên, tốc độ di chuyển rất chậm, lại giống như một tia sáng toàn năng, ngay cả khi Tiêu Viêm rời đi như thế nào, hắn cũng có thể đuổi kịp. Này! Tiêu Viêm mười ngón tay nắm chặt, bàn tay nhảy thần hỏa giống như tinh linh nhảy múa, bàn tay của hắn bắt đầu từ từ khép lại, giữa lòng bàn tay chạm vào, sinh ra một hỏa linh kích thước lòng bàn tay, chính là tiểu y. Trong khoảnh khắc tiểu y xuất hiện, khí lực nồng đậm nhất giữa thiên địa giống như đã đến được cảm động, giống như dòng sông chảy xích ngược, hoành hành bừa bãi, hóa thành hỏa diễm lực lượng thuần khiết nhất thế gian, tựa như phá vỡ mọi trở ngại vô tận, nuốt chửng ngư dân Tử Thạch trong đó. Ông! Trong khung hình thành này, có tiếng gầm rú chấn động, Tiêu Viêm nhướng mày, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bên này liên tục chấn động, diễm thế giới, tiểu y đồng dạng thần sắc ngưng trọng. Hỏa diễm nhảy nhót bên cạnh hắn, trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, diễm thế giới lặng lẽ tản đi, một vệt ánh lửa từ trong đó bạo phát ra. Bóng dáng Từ Thạch Ngư hoàn toàn biến mất, một hỏa diễm như lóe lên, ngay cả trong mắt Tiêu Viêm, cũng chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng ảm đạm. Tiêu Viêm chấn động tâm thần, sau một khoảnh khắc do dự, vẫn không sử dụng hỗn độn khí, hỏa diễm gầm gừ hội tụ bên cạnh, gần như cùng một lúc khi tàn sát biến mất, hỏa diễm đã giống như một xiềng xích chênh chênh kiên cố. Đâm thủng không gian chồng chéo lên nhau, phong tỏa hoàn toàn hỏa diễm này trong hư không. Ông! Hỏa diễm đang ở trong hư không, từng vết nứt không gian giống như mạng nhện nhanh chóng lan tràn, nhưng trong hơi thở tràn ngập hàng trăm dặm hư không, khí tức tuyệt vời đang chảy. Tiêu Viêm vươn ra 10 ngón tay nắm chặt, tiểu y ở trước ngực hắn đồng dạng hợp tay, đủ để cho tất cả chúa tể tan rã hỏa lực lượng, thế nhưng vẫn không thể để cho Từ Thạch Ngư biến thành hỏa diễm yên tĩnh. 10 ngón tay đang run rẩy kịch liệt. Bất cứ lúc nào cũng có thể mở ra, đồng tử Tiêu Viêm nhẹ nhàng co lại, Từ Thạch Ngư hiện ra lực lượng, thực sự vượt qua trí tưởng tượng của hắn, cho hắn cảm giác, thậm chí không giới hoàng nữ. Thân hỏa xiềng xích phong tỏa, một chút hỏa diễm đang điên cuồng bắt đầu, dường như có một dòng chảy liên tục của lực lượng, ngay cả khi cách nhau hàng ngàn dặm, mọi người xung quanh vẫn cảm thấy nóng bỏng, cảm giác cay đắng nóng bỏng này thậm chí còn xuyên qua thế giới chi lực trước mặt bọn hắn, rơi vào tất cả mọi người. Giữa hỏa diễm, dường như có khuôn mặt của Từ Thạch Ngư xuất hiện, mỗi luồng hỏa diễm tràn ra dường như đang chống lại các quy tắc trật tự giữa các thiên địa. Sự biến động mơ hồ này, khiến Tiêu Viêm hơi kinh ngạc, gia hỏa này, đã đến gần với cấp độ đại chúa tể. Ánh mắt liếc qua mọi người ở xa xa, thần sắc Tiêu Viêm trầm xuống, hắn rõ ràng là nhìn đến mấy bóng dáng dục dịch. Từ Thạch Ngư khiến hắn không chỉ một lần lui về phía sau, điều này mang lại cho những người này sự tự tin cực lớn. Phanh! Thân hỏa xiềng xích, hỏa diễm một lần nữa nổ tung, giống như có một số loại lực lượng thức tỉnh, lực tác động liên tục dễ dàng như bàn trở tay, tiểu y nhẹ nhàng về phía sau rút lui, đâm vào ngực Tiêu Viêm. Kéo kẹt, Tiêu Viêm ánh mắt lạnh lẽo, lông mày hắn không ngừng đập, dòng nước hỏa diễm hoành hành trong tay chậm rãi mà động, 10 ngón tay rung động, giống như ẩn chứa một loại lực lượng chết người nào đó. Ầm ầm, ngay sau đó, thân hỏa xiềng xích đột nhiên nổ tung, ánh sáng vô tận từ đó phóng lên trời. Ánh sáng rực rỡ, chiếu rọi bên này thiên địa giống như cực ngày, khiến tất cả mọi người xung quanh đều vô thức nhắm hai mắt lại. Hư! Tóc tím tiểu cô nương hai tay bịt mắt, ánh sáng mãnh liệt truyền đến cảm giác đau đớn nóng rực, khiến nàng cảm thấy khó chịu. Một khắc trước khi tiểu cô nương che hai mục đích, người nam nhân tóc tím đã tiến lên một bước, ngăn chặn hầu hết ánh sáng nóng bỏng cho muội muội của mình, đôi mắt đôi sau này có thể thức tỉnh thế giới hiếm hoi, không bao giờ có thể có một chút tổn thất. Người chặn ta! Trong nháy mắt tiếp theo,
Tiểu cô nương mở mắt như viên ngọc đen, nàng bất mãn đẩy ca ca trước mặt ra, lẩm bẩm mở miệng. Người nam nhân tóc tím nhắm chặt hai mắt, ánh sáng rực rỡ, khiến hắn ta thậm chí không thể mở mắt, bị đẩy ra một cách ngang ngược bởi muội muội của chính mình, muốn can ngăn, nhưng đã không kịp. Ngay cả khi nhắm hai mắt lại, đôi mắt vẫn bị đâm đau đớn, giống như có nước mắt không tự chủ được chảy xuống, có không ít người càng không thể chịu đựng được cúi xuống gầm nhẹ ra tiếng. Oa! Bên tai truyền đến tiếng kêu sợ hãi của muội muội, người nam nhân tóc tím không thể chờ đợi để mở mắt của mình, nhưng đột nhiên cảm thấy một sự im lặng, ngay sau đó, một cảm giác đau đớn thấu đáo như thể từ mỗi lỗ chân lông trong cơ thể phun ra, giống như vô số kim nhỏ hung hăng đâm vào cơ thể, loại cảm giác cháy, làm cho hắn ta không thể không thở ra. Đại chúa tể tự trương, ca ca người xem nhanh. Tóc tím tiểu cô nương giữ chặt cánh tay của người nam nhân không ngừng lắc lư, giọng điệu tràn đầy bất ngờ. Người nam nhân tóc tím chịu đựng đau đớn mở mắt ra nhìn lại, hiện ra trước mặt hắn là một mảnh sụp đổ ngàn dặm vực sâu hắc ám, hỏa diễm chậm rãi tản đi, bóng dáng từ thạch ngư từ trong đó hiện ra, một loại lực lượng độc quyền thuộc đại chúa tể, ở giữa thiên địa này giống như một thanh kiếm sắc bén, treo cao trên đầu mỗi người. Chương 512, cùng thiên địa phù hợp. Sự xuất hiện đột ngột này, giống như đến từ một thế giới hoàn toàn khác nhau, mỗi sợi tóc đều đủ để đè bẹp hư không, Dư Hạo Trạch đỏ mặt. Phía sau hắn, một phương minh thổ hiện ra, giống như một mảnh đen kịt như mực, bảo vệ hắn ở trong đó, nhưng vẫn không ngừng run rẩy dưới khí thế bàng bạc này. Những người còn lại như tờ giấy mỏng không chịu nổi một kích, chỉ là loại lực lượng này ầm ầm tuôn ra khí tức, chính là khiến cho sắc mặt mọi người ửng hồng liên tục lui về phía sau, chịu đựng cảm giác nóng rực đau đớn mở hai mắt ra, nhao nhao đem ánh mắt kinh ngạc hướng về phía trung tâm Tiêu Viêm cùng Từ Thạch Ngư giao thủ. Trong không gian sụp đổ gần vạn dặm, hỏa diễm hóa thành Từ Thạch Ngư thở hồng hộc, sắc mặt hắn có chút tái nhợt, đứng vững trong hư không, ánh mắt sắc bén thâm sâu nhìn về phía Tiêu Viêm bên ngoài lỗ đen, sắc mặt ngưng trọng một lát, cuối cùng chắp tay về phía Tiêu Viêm, hỏa diễm quanh người đang bắt đầu khởi động, khi hư không sụp đổ chậm rãi khép lại, hắn lập tức xoay người, trước mặt mọi người, sải bước rời đi. Tiêu Viêm hít mắt lại, hỏa diễm tan đi trong lòng bàn tay, đối với Từ Thạch Ngư trực tiếp rời đi. Hắn không có ý định xuất thủ nữa, bao gồm cả Dư Hạo Trạch, người kia cũng rời đi cùng một lúc. Một bát ngự tiền từng là thần đình, một truyền nhân chí tôn, cả hai đều mạnh mẽ và đáng kinh ngạc, có lẽ sẽ có một số mối đe dọa trong tương lai, nhưng bây giờ bọn hắn hoàn toàn thất bại trong tay của chính mình. Rời mắt khỏi hai người rời đi ảm đạm, nhìn lại mọi người ở phía xa, Tiêu Viêm bước trước một bước, một lần nữa đến phía trước cửa hư không, hắn lạnh nhạt vỗ vỗ tay áo, ngồi thẳng xuống, đối mặt với chúng sinh. Ai còn muốn xuất thủ? Lời nói bình tĩnh, nhưng giống như mang theo sát ý sắc bén nhất, đôi mắt Tiêu Viêm híp lại, một người cùng vô số người cách nhau vân hải giằng co. Dương Diệc Tiêu không có ở đây, cho dù hắn ở đây, phòng trừng cũng sẽ không xuất thủ. Trong đám người, người nam nhân tóc tím lắp bắp mở miệng, Tiêu Viêm hiện ra thực lực quá mức khủng bố, lĩnh ngộ ý cảnh hỏa diễm đều đạt đến cấp độ đại chúa tể tự trương, coi như là trong chí tôn truyền nhân, có thể cùng nhau chống lại. Chỉ sợ cũng chỉ có vài người, kể từ vô số thời đại, đã có bao nhiêu thiên tài tuyệt đỉnh, một Dương Diệc Tiêu, có thể không tính là gì, Tiêu Viêm có thể đã được xếp hạng hàng đầu. Tóc tím tiểu cô nương buông tay, ra vẻ cũ kỹ mở miệng. Người muốn xuất thủ sao? Người nam nhân tóc tím im lặng một chút, nhìn về phía muội muội chính mình, Tiêu Viêm ngồi trước cửa hư không, cùng với mọi người từ xa vân hải nhìn nhau, ánh mắt sắc bén ném đến. Khiến không ít người cúi đầu, trong khoảng thời gian ngắn lại không có ai đi ra. Tất nhiên là phải thử. Tóc tím tiểu cô nương cười hắc hắc, không đợi chính mình ca ca nói chuyện, thân hình nhỏ nhắn đã bước vào trước mặt, giống như tự nhiên hòa nhập vào đó, cùng thiên địa đại đạo cực kỳ phù hợp. Cách đó không xa, hư không đột nhiên bị bóp méo, một lực lượng hòa quyện vào thiên địa đột nhiên xuất hiện, Tiêu Viêm ngẩng đầu lên, sự chú ý của hắn bị thu hút bởi lực lượng này, sau khi hiểu được đại chúa tể tự trương của ý cảnh hỏa diễm. Hắn càng thêm nhạy cảm với lực lượng phá vỡ quy tắc trật tự thiên địa này, hi hi. Một tiếng cười trong trẻo như chuông bạc truyền ra từ trong hư không, ngay sau đó, một mái tóc tím trải hai tóc đuôi ngựa tiểu cô nương từ vặn vẹo trong đó vui vẻ bước ra, nàng cười rất rạng rỡ, đôi mắt giống như một vầng trăng tròn đẹp, ánh mắt như nước, sóng nước chảy, khiến người ta không nhịn được rơi vào trong đó, cả người giống như một con búp bê sứ phấn nộn, nhìn cực kỳ đáng yêu. Tốt, tiểu cô nương khả ái. Nhìn thấy tiểu cô nương lần đầu tiên, Tiêu Viêm không thể không phát ra một cảm xúc trong trái tim của mình, giống như là thấy được một cái tiểu tiểu khác.
tên ta là Trúc Thanh Hạm, từ Trung Nguyên cảnh đến, muốn cùng người đánh một trận. Tiểu cô nương mặc váy hồng, để lộ hai răng tiểu hổ, cười hắc hắc với Tiêu Viêm, không che giấu mở miệng. Cùng ta đánh một trận. Bật cười trước câu nói này, Tiêu Viêm lông mày vẩy một cái, này thâm ý nhìn về phía này tên là Trúc Thanh Hạm tiểu cô nương, từ người kia này, hắn cảm giác đã đến một loại lực lượng chưa bao giờ cảm giác trước đây đang dâng trào. Tiểu cô nương có thể yêu như vậy, vừa mở miệng là như vậy, cũng làm cho mọi người xung quanh kinh ngạc không thôi, nam tử tóc tím lại càng nhịn không được lấy tay che mắt, không biết nên nói cái gì. Xuất thủ đi. Tiêu Viêm đứng dậy, hắn không hề khinh thường Trúc Thanh Hạm. Cái tiểu cô nương này, làm cho hắn thật sự sinh ra cảm giác như lâm đại địch. Hưu! Khoảnh khắc Tiêu Viêm dứt lời, khuôn mặt tươi cười của Trúc Thanh Hạm đã trở nên mờ nhạt, ngay sau đó, hư không của nó đột nhiên sụp đổ, không gian phòng dữ dội từ đó gầm gừ, xuyên qua nhiều không gian, đánh thẳng vào Tiêu Viêm. Phanh! Năm ngón tay của Tiêu Viêm mở ra, chỉ dựa vào lực lượng của đại chúa tể, chính là cứng rắn ngăn cản cổ phong bạo này, đợi hắn vừa tìm về tinh thần lại. Trước mắt hòa ra, một bàn tay nhỏ bé trắng nõn từ trong không gian thoát ra, nắm chặt thành nắm đấm, thẳng tắp đập vào mặt Tiêu Viêm, một cú đấm trông yếu ớt, nhưng lại khiến đồng tử của Tiêu Viêm co rụt lại, hỗn độn khí theo bản năng âm ầm tuôn ra, để cho nắm đấm nhỏ đánh tới lập tức hướng về phía sau rút lui. Không gian nhẹ nhàng run rẩy, và sau đó bình tĩnh trở lại. Nhìn thấy cảnh này, Tiêu Viêm cau mày, trong nội tâm sốc không thể nói trước. Hắn chưa bao giờ thấy một người dễ dàng hòa nhập vào hư không như vậy, như thể trời sinh đã phù hợp với hư không. Mọi người xung quanh không có một người bình thường, cũng trong khoảnh khắc phát hiện ra khả năng ra hiện ra của Trúc Thanh Hạm, sau một khoảnh khắc kinh ngạc, ánh mắt lập tức hoảng sợ, loại người này phù hợp với hư không như vậy, sao lại xuất hiện ở đây? Cho dù đó là chúa tể hay đại chúa tể, bước vào hư không sẽ dẫn đến sự biến động giữa các địa phương xung quanh, giống như một tọa độ. Được chú ý một chút bởi những người có ý định, có thể tìm thấy chính xác, đối với hầu hết mọi người, bị khóa bởi một số loại thủ đoạn của kẻ thù, ngay cả khi hư không bị rách nặng cũng không giúp ích gì, nhưng ở Trúc Thanh Hạm, sẽ không có xảy ra chuyện như vậy. Cùng hư không cực kỳ phù hợp với khả năng, đủ để nàng không có bất kỳ biến động nào phái sinh sau khi bước vào hư không, coi như đó là linh hồn lực lượng hay hắn thủ đoạn của nó, không thể tìm thấy Trúc Thanh Hạm trong hư không, nói tóm lại. Miễn là Trúc Thanh nằm trong hư không, nàng sẽ ở trong một môi trường an toàn mãi mãi. Trên người Trúc Thanh Hạm, không có hiện ra nơi đáng ngạc nhiên của nó, nhưng những người có khả năng này, làm sao có thể chỉ là một phàm nhân. Tất cả mọi người đều trầm trồ thán phục, không gian cùng thời gian, là hai loại ý cảnh tự nhiên khó nắm bắt nhất trong ý cảnh thiên địa, đối với đại chúa tể mà nói. Đối với chúa tể mà nói càng là một loại cảnh giới không thể chạm tới, từ xưa đến nay có bao nhiêu chí tôn danh chấn hậu thế. Chưa từng nghe nói qua xuất hiện một tồn tại có không gian cùng gian. Điều này cũng có nghĩa là, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Trúc Thanh Hạm đã khóa một danh ngạch đại chúa tể và hoàn toàn có đủ năng lực để bước vào con đường chí tôn, trở thành chí tôn đầu tiên nắm giữ không gian trong vô số thời đại. Đem suy nghĩ tích hợp như vậy, mọi người đều kinh ngạc, đều hướng ánh mắt về phía Trúc Thanh Hạm, cùng với Tiêu Viêm đã trở thành đại chúa tể, lúc này Trúc Thanh Hạm còn là chúa tể cảnh, chắc chắn là người xuất thủ tốt hơn. Đem ánh mắt mọi người thu hết vào mắt, thân sắc Trúc Thời Cẩm nhất thời ngưng tụ, 10 ngón tay theo bản năng nắm chặt, khẩn trương nhìn về phía Trúc Thanh Hạm biến mất hư không, không khỏi âm thầm cắn răng, trong nháy mắt sau này xuất thủ, hắn đã chuẩn bị tốt vạn toàn, một người chắc chắn sẽ trở thành đại chúa tể, chưa trở thành đại chúa tể, đã có không gian ý cảnh trước nay chưa từng có, tin tức này, đã được thanh dã trúc gia của Thánh Huy Quốc che giấu trong nhiều năm, và hôm nay, là thời gian để tin tức này lan truyền khắp thế giới. Lấy lại tinh thần từ sự ngạc nhiên, Tiêu Viêm im lặng, hắn dừng tay lại, bình tĩnh nhìn hư không trước mặt, khí tức của Trúc Thanh Hạm hoàn toàn không thể nhận ra, giống như biến mất trong không khí, ngay cả khi hắn sử dụng hỗn độn khí, cũng không thể nhìn thấy một chút dấu vết. Sao ngươi lại dừng lại? Trong hư không, không biết ở đâu vang lên âm thanh Trúc Thanh Hạm, thấy Tiêu Viêm không còn xuất thủ, nàng không thể không mở miệng với một chút nghi ngờ. Ngươi sẽ là một đối thủ mạnh, nhưng không phải bây giờ. Chờ đợi cho người bước vào đại chúa tể để chơi với ta một lần nữa, ta sẽ chờ đợi ngươi. Tiêu Viêm cười nhạt, ánh mắt hắn thâm thúy, như vô tận cực hạn tối tăm, có một loại lực lượng không thể diễn tả được đang khởi động. Khi nói chuyện, hắn xoay người đi về phía cửa hư không, giữa cánh cửa hư không, một loại lực lượng bàng bạc bắt đầu lặng lẽ thăng tiến. Chương 513, một lời chiến địch. Cái gì? Lời nói của Tiêu Viêm, khiến Trúc Thanh Hạm đang ở trong hư không rõ ràng sửng sốt. Chợt từ một nơi nào đó hư không đi ra,
bất mãn trừng mắt nhìn Tiêu Viêm sắp bước vào cửa hư không, cái miệng nhỏ nhắn liếc mắt một cái, thân hình nhỏ nhắn như một làn khói xanh tiêu tán, còn chưa đợi Tiêu Viêm nâng chân lên, bên cạnh hắn, Trúc Thanh Hạm đã là vẻ mặt bất mãn xuất hiện. Ngươi xem thường ta. Bất chấp ánh mắt của mọi người xung quanh, Trúc Thanh Hạm cắn chặt răng bạc, trừng mắt nhìn Tiêu Viêm, tiểu hồ răng rục. Nếu ta xuất thủ, ngươi chỉ có thể trốn sâu trong hư không, ngươi trốn trong đó, ta lại không có biện pháp, đây là một trận chiến vô nghĩa, đợi ngươi bước vào đại chúa tể, có kỹ năng cùng ta chính diện giao thủ, ta luôn hoan nghênh. Tiêu Viêm lắc đầu, dừng một chút, tiếp tục mở miệng nói, ngoại trừ ngươi, ở đây không có ai đáng để ta xuất thủ, các ngươi vẫn là tản đi, đừng để ta đại khai sát giới. Trong hư không cửa, Thải Lân khí tức đang tăng vọt, hắn không thể chờ đợi để chào đón sự xuất hiện của Thải Lân. Ta nghĩ đại chúa tể mạnh mẽ như thế nào, có vẻ như cũng chỉ đến như thế. Trúc Thanh Hạm đại mi vẩy một cái, đôi mắt như đá quý đen trượt xuống, chợt mở miệng cao giọng, thanh âm thanh thúy, giống như hạt bạc rơi xuống. Tiêu Viêm cũng không nên lên tiếng, đi thẳng về phía cửa hư không, phương pháp kích thích nhỏ này, khiến hắn thật sự không có chút hứng thú. Tiêu Viêm! Ngươi hôm nay nếu cùng ta đánh một trận, ta có thể tha cho ngươi. Thấy Tiêu Viêm cũng không quay đầu lại đi về phía cửa hư không, Trúc Thanh Hạm hét lớn mở miệng, đáng tiếc thanh âm thanh thúy, thật sự là không có nửa điểm uy hiếp, ngược lại giống như tiểu cô nương vô cớ làm nũng. Tiêu Viêm! Ngươi cùng ta giao thủ, sau này ta sẽ đưa ngươi đến Thánh Huy Thiên Quốc chơi. Thấy bất kỳ chiêu thức nào cũng không hiệu quả, Trúc Thanh Hạm vội vàng, gần như nhảy lên. Tiếng la hét hạ xuống, đôi mắt Trúc Thanh Hạm lập tức sáng lên, một khắc trước khi bước vào cửa hư không, Tiêu Viêm rõ ràng dừng lại. Thánh Huy Thiên Quốc! Mọi người xung quanh lúc này mới như trong mộng, ai nấy đều ném ánh mắt kinh ngạc vạn phần về phía Trúc Thanh Hạm, vị diện bí ẩn kia, lại có người đi ra. Hắn là một thế gia công chủ từ Thánh Huy Thiên Quốc. Đại thế gia nơi đó, cũng muốn tìm kiếm cơ duyên bước vào chí tôn vào cuối kỷ nguyên sao. Đây là công chủ của nhà nào? Tương lai đã đạt một danh ngạch đại chúa tể, thậm chí có thể dùng cái này đi trên con đường chí tôn, trùng kích chí tôn. Mỗi người đều kinh ngạc vạn phần, tiếng ồn ào liên tiếp vang lên, Trúc Thì Cẩm đứng trước mặt mọi người, hắn thần sắc nghiêm trang. Sau khi nghe Trúc Thanh Hạm trực tiếp nói tên Thánh Huy Thiên Quốc, hắn liền biết ý tứ muội muội của chính mình. Cùng giới ngoại chi thiên còn lại vị diện khác nhau, Thánh Huy Thiên Quốc là một nơi cực kỳ bí ẩn, nó được kiểm soát bởi một số siêu thế gia. Mỗi siêu thế gia này đều được truyền lại từ lâu, thậm chí có tin đồn rằng mỗi đại gia đình trong Thánh Huy Thiên Quốc đều là truyền nhân của một chí tôn, tính cách bí ẩn của nó không được hầu hết người ngoài biết đến. Ta rất bận rộn, nếu ngươi lại dây dưa, ta e rằng sẽ giết chết ngươi. Trước cửa hư không, giọng nói lạnh lùng của Tiêu Viêm vang lên, mang theo sát khí lạnh lẽo, khiến khuôn mặt Trúc Thanh Hạm đang vui vẻ tươi cười nhất thời ngưng tụ, sau đó hung hăng trừng về phía Tiêu Viêm. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế có thể yêu thêm một chút hung ác, lời nói của Tiêu Viêm làm cho nàng cảm nhận được một loại khuất nhục không thể diễn tả. Hư, Trúc Thanh Hạm không chút do dự xuất thủ, giống như là ảnh hưởng đến không gian từ bên này sang bên kia, hư không trước người Tiêu Viêm đột nhiên vỡ vụn, từng vết nứt hư không giống như một vụ nổ tràn ngập sông đến, đánh thẳng vào mi tâm của hắn. Phanh, Tiêu Viêm nằm ngón tay mở ra, giữa lòng bàn tay hỗn độn khí điên cuồng lưu thông. Làm cho hư không này tự thành một bên, một lực lượng bàng bạc và rộng lớn trong đó bốc lên, trong phút chốc là để cho các vết nứt hư không tràn ngập một ENCH sụp đổ, và sau đó biến thành bụi vô hình tiêu tan. Trúc Thanh Hạm hừ một tiếng, nằm ngón tay của nàng giơ lên, hư không lực lượng giống như người hầu của nàng, với mắt thường không thể nhìn thấy lực lượng đang thay đổi nhanh chóng, gần như ngay sau khi Tiêu Viêm dừng lại, một lực lượng dữ dội hơn phá vỡ hư không chồng chéo lên nhau, từ cửa hư không bạo lực. Chanh! Lực lượng này một lần nữa tản ra khỏi thế giới diễn hóa, sắc mặt Tiêu Viêm trở nên khó coi, hắn quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng như lưỡi dao sắc bén bắn ra, giống như ẩn chứa sát ý vô tận, thẳng tắp rơi vào trên người Trúc Thanh Hạm. Bị ánh mắt này nhìn chằm chằm, tâm thần Trúc Thanh Hạm không khỏi run lên, bàn tay vươn ra dừng lại giữa không trung, nâng cũng không phải thủ cũng không phải, không đáng kể là ở gia tộc hay ở bên ngoài, nàng chưa bao giờ cảm thấy rõ ràng như vậy sát ý thâm sâu như vậy. Tiêu Viêm, ngươi làm cái gì? Trúc Thì Cẩm dữ dội xông lên trước, trực tiếp chắn trước người Trúc Thanh Hạm, hắn cắn chặt răng, khuôn mặt nghiêm túc, từ trên người Tiêu Viêm, hắn cảm giác đã đến cực hạn sát ý đang lưu chuyển, giống như thực chất, khiến hắn đều kinh hãi, sợ Tiêu Viêm sẽ liều lĩnh hạ sát thủ với Trúc Thanh Hạm. Ngươi là ai? Liếc mắt nhìn một mái tóc tím của Trúc Thì Cẩm, Tiêu Viêm đã là ý thức đã đến cái gì,
hắn nhàn nhạt vươn tay ra, nhắm ngay Trúc Thi Cẩm, giọng điệu lạnh lùng dường như khiến cho phiến thiên địa này rơi vào trong hang băng. Tên ta là Trúc Thi Cẩm, là ca ca của nàng, Tiêu Viêm, muội muội ta chỉ muốn cùng nhau thử giao thủ, tại sao ngươi phải có tâm trí để giết nàng? Trúc Thi Cẩm lắc đầu, mặc dù tự nhận mình là một sự ngụy biện buồn cười, nhưng vì Trúc Thanh Hạ, hắn vẫn kiên trì mở miệng. Đùa giỡn cái gì, ngươi cho rằng ta là thánh nhân sao? Đã như vậy, còn không bằng ta tự sát, để cho các ngươi cầm thi thể đi thần đình lấy công lao. Tiêu Viêm cười lạnh, trong lòng bàn tay hỗn độn khí đang khởi động, hắn lĩnh ngộ hai loại ý cảnh, hỏa chi đại đạo đã là lĩnh ngộ đại chúa tể tự trương, hỗn độn khí thì vẫn còn kém một chút. Những người trước mắt này, nếu thật sự không biết sống chết muốn xuất thủ lần nữa, hắn không ngại dùng cái này để hỗn độn khí cũng lĩnh ngộ đại chúa tể tự trương. Lời nói của ta đã rất rõ ràng, nàng có thể là đối thủ của ta sau này, nhưng bây giờ, ta không thể nâng cao hứng thú của ta, ta muốn giết nàng, dễ dàng như trở bàn tay, không tin, ta có thể giết nàng ngay bây giờ. Năm ngón tay chậm rãi cầm lấy, ánh mắt lạnh lẽo của Tiêu Viêm rơi trên người Trúc Thi Cẩm, làm cho người kia giống như bị trọng sơn cự nhạc áp bức, mồ hôi lạnh trong nháy mắt chảy rộng khắp lưng. Kẻ dám đột nhập vào cửa này, chết! Trúc Thanh Hạ một bụng bất tức. Nàng trợn to đôi mắt trơn trượt hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Viêm, người kia lại trực tiếp xoay người đi về phía cửa hư không, dưới ánh mắt của tất cả mọi người, đầu cũng không quay đầu biến mất trong đó, Thải Lân khí tức càng thêm bàng bạc, hắn không thể có thêm nửa phần chần chừ. Khi hắn cùng Tử Thạch Ngư giao thủ, từ đầu đến cuối đều không vận dụng chí tôn lực, đánh bại nó ở Tử Thạch Ngư am hiểu nhất, muội muội, ngươi không phải đối thủ của hắn. Trúc Thi Cẩm trong lòng có chút nặng nề. Hắn hít sâu một hơi, xoay người lại nhìn về phía Trúc Thanh Hạm. Trúc Thanh Hạm hai mặt trống rỗng không nói gì, nhìn chằm chằm vào cửa hư không, không đợi Trúc Thi Cẩm nói xong, người trước bỗng nhiên biến mất, không có nửa điểm động tĩnh. Trúc Thi Cẩm ngẩn ra, chợt sắc mặt trắng bệch nhìn về phía hư không cửa, tiểu cô nương này, rốt cuộc muốn làm cái gì? Đại thế gia của Thánh Huy Thiên Quốc bắt đầu xuất thủ, các siêu thế gia còn lại phỏng chừng cũng sẽ không ẩn nhẫn nữa, đến lúc đó sẽ có thêm nhiều thiên tri kiêu tử hoành không xuất thế, cùng các thời đại hùng chủ, anh kiệt cao hơn. Trong đám đông, những âm thanh trầm thấp vang lên, những người này chủ yếu là đại nhân lang thang trong thánh đồ trong nhiều năm, đã quen với sóng to gió lớn, nhưng ngày hôm nay thấy những gì đã đến được gọi là uy nghi thực sự. Với thực lực của một người, một mình đối mặt với nhiều nhân vật mạnh mẽ của thánh đồ và đại huyền thiên, nhưng không bị tổn hại. Lần lượt đẩy lùi truyền nhân của Minh Thổ Chí Tôn cùng với một người tiền nhiệm của Bát Ngự Tiền, một chiến tích mà tất cả mọi người có thể nhìn thấy mức độ nguy hiểm của giao thủ. Nhưng so với Tiêu Viêm, một thiên địa xuất hiện trên bầu trời phù hợp với thể chất nhưng lại khiến mọi người dâng trào lòng người cùng một lúc, Trúc Thanh Hạm chắc chắn là con cưng của thiên địa, khi còn ở cấp độ chúa tể, đã đặt trước một vị trí đại chúa tể, điều này khiến tất cả những người đang vật lộn, ở cấp độ chúa tể đều ao ước không thôi. Nhưng đứng sừng sững giữa cánh cửa hư không, lại giống như một điểm phân chia, Tiêu Viêm sát khí lẫm liệt, khiến mọi người không dám bước vào trong đó. Sau khi chứng kiến thực lực khủng khiếp của đại chúa tể, đã không còn khinh thường nam nhân có thể cùng võ chiến đại chúa tể giao thủ bất bại. Chúa tể đã không còn đủ nhìn, bản thân hắn chính là đại chúa tể, chỉ có người nắm giữ đại chúa tể tự trưng mới có thể làm cho hắn nghiêm túc. Đó là suy nghĩ của tất cả mọi người, đáng sợ, nhưng lại không thể nghi ngờ. Chương 514, Tinh Hải. Trong vực sâu, sương mù bằng bạc che khuất mọi ánh nhìn, trong tầm mắt, tất cả đều bắt đầu sương mù tối tăm, sương mù liên tục di chuyển, tràn ngập toàn bộ vực sâu, sương mù dường như chứa đựng sự sợ hãi đáng kể, nơi mà hư không liên tục xoắn. Càng về phía trung tâm của vực sâu, cảm giác áp bức càng lớn, Tiêu Viêm ngưng trọng, hắn đứng ở vị trí trung tâm của vực sâu, trước mặt là một vỏ trứng màu đen khổng lồ. Vỏ trứng được bao phủ bởi những vết nứt nhỏ rậm rạp, sương mù phun ra từ đó, khi tiếp xúc với trái đất, hóa thành từng con rắn linh xà đen kịt, lấp lánh hai mắt như nến không ngừng du đãng trong sương mù. Trong vỏ trứng dường như có một sinh mệnh sắp thức tỉnh, trong hư không vang lên tiếng tim đập mạnh, đôi mắt trong mắt Tiêu Viêm thâm sâu, liếc mắt một cái, nhìn đã đến Thải Lân trần trụi trong vỏ trứng, sau này sinh mệnh khí thức càng thêm bằng bạc, một loại khí thức khiến hắn cảm thấy cực kỳ quen thuộc đang phát triển kịch liệt. Đại chúa tể, Tiêu Viêm không thể không nắm chặt hai tay, hắn lắp bắp tự nói, trong mắt có một chút vui mừng không thể kiềm chế. Cách đó không xa, Ngọc Tiên Tử hơi khó thở, nàng gần vỏ trứng đen, sương mù đen phun ra từ vỏ trứng khiến nàng cảm thấy ngực ngụt, khá không thích nghi. Tiên Nhi, đến chỗ ta. Kéo Ngọc Tiên Tử ra phía sau chính mình,
Tiêu Viêm hít sâu một hơi, 10 ngón tay siết chặt, diễn hóa ra một thế giới khổng lồ, bao gồm toàn bộ vực sâu trong đó. Chờ thải lân ra, nàng muốn phá vỡ trật tự giữa thiên địa pháp tắc, chắc chắn sẽ gây ra sự hỗn loạn thiên địa, ngươi phải cẩn thận. Tiêu Viêm nhẹ nhàng dặn dò, sự ra đời của đại chúa tể là một quá trình đột phá bản thân, và sau đó phá vỡ trật tự thiên địa pháp tắc, nàng sẽ đại diện cho một đại đạo trong thiên địa, hoàn toàn trở thành đại chúa tể độc đáo trên thế giới. Mãng tổ chết, có nghĩa là có một phong ấn đại chúa tể để chống chỗ, về điều này, Tiêu Viêm không lo lắng. Ngọc Tiên Tử khẽ gật đầu, nàng chăm chú nhìn vỏ trứng khổng lồ trước mặt, vết nứt trên vỏ trứng càng thêm rõ ràng, vô số linh xà đen mịn vây quanh bốn phía vỏ trứng, hấp thu lực lượng trong đó, khiến bản thân càng ngày càng đầy đặn. Bên ngoài thế nào rồi? Ngọc Tiên Tử nhẹ nhàng mở miệng, Tiêu Viêm đi ra ngoài trong một thời gian như vậy, làm cho nàng khá lo lắng. Không ai có thể vào. Tiêu Viêm an ủi Ngọc Tiên Tử, trong khi lời nói kết thúc, hư không ở xa lặng lẽ nứt ra, cơ thể nhỏ nhắn của Trúc Thanh Hạ bước ra từ đó. Thân sắc của Tiêu Viêm lập tức trầm xuống, gia hỏa này rốt cuộc muốn làm gì? Tiểu nữ hài thật đáng yêu. Ngọc Tiên Tử nhìn Trúc Thanh Hạm đột nhiên xuất hiện, vô thức mở miệng, sau khi có Tiêu Dục, nàng luôn muốn có một cô nàng có thể yêu, chỉ là cùng Tiêu Viêm tụ ít ly nhiều, suy nghĩ này cũng chỉ có thể bỏ qua. Không đợi Tiêu Viêm mở miệng, Trúc Thanh Hạm đã hừ một tiếng, hai tay chống nạnh, nhỏ giọng nói, Tiêu Viêm, người quá đáng, đừng tưởng là người đại chúa tể ta liền sợ ngươi, có bản lĩnh cùng ta đánh một trận. Biểu cảm khuôn mặt của Tiêu Viêm, Trúc Thanh Hạm liên tục tùy hứng, khiến hắn trong nội tâm vô danh hỏa nổi lên, hắn không chút do dự vươn tay ra, một bên thế giới diễn hóa ra, cố thủ như kim thang, lập tức đem Trúc Thanh Hạm trấn áp vào bên trong. Hư! Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trúc Thanh Hạm nhất thời trắng bệch, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Tiêu Viêm dốc hết toàn lực xuất thủ, hỗn độn khí khởi động, trong hư không giống như là một xiềng xích nặng nề không thể phá hủy, nàng muốn hòa nhập, nhưng lại giống như đụng phải vách sắt tường đồng, hư không chỉ là gợn sóng. Nàng là ai? Ngọc Tiên từ lúc này mới phản ứng lại, thấp giọng hỏi Tiêu Viêm. Một cái tiểu nữ hài bị cương chiều hư hỏng. Tiêu Viêm lạnh lùng mở miệng, hắn phất phất tay, nắm chặt bên này trong tay, mặc cho Trúc Thanh Hạm trong đó làm ầm ĩ như thế nào, cũng không có nửa điểm âm thanh truyền ra, cuối cùng cũng thanh tịnh một chút. Ken két. Trên vỏ trứng khổng lồ, vết nứt mắt thường đột nhiên bắt đầu thay đổi, giống như mạng nhện nhanh chóng tràn ngập bốn phía, sương mù đen phun trào nhanh hơn. Chỉ trong chốc lát, đã khiến vực sâu đưa tay không thấy năm ngón tay. Từng con rắn linh hồn càng hưng phấn, phát ra tiếng kêu sắc bén, xung quanh vỏ trứng, giống như đang ăn vỏ trứng, xuất hiện từng mảng lớn dấu vết vỡ vụn. Tiêu Viêm nắm chặt tay Ngọc Tiên Tử, hắn nhìn về phía vực sâu, như có ánh sáng rực rỡ xuyên qua sương mù chồng lên nhau. Ngay sau đó, giữa thiên địa phảng phất vang lên một tiếng xích ầm, lực lượng vô tận bắt đầu hội tụ, giống như thiên phạt, ầm ầm rơi xuống chỗ vỏ trứng. Phanh! Trên vỏ trứng, những vết nứt dày đặc phát ra lực đạo rất lớn, giữa bóng tối và sương mù, một bóng ma bàn thiên mãng khổng lồ từ đó mở ra, đôi mắt của bàn thiên mãng dường như có thể chứa đựng vũ khí, có những ngôi sao lấp lánh ánh sáng rực rỡ trong đó, nó chiếm trọn thân hình khổng lồ, vững chắc như tảng đá, ngẩng đầu nhìn về phía thực lực vô tận của thiên phạt rơi xuống. Dưới bàn thiên mãng, Tiêu Viêm cùng Ngọc Tiên Tử nhỏ bé gần như không thể nhìn thấy, con chăn bao phủ toàn bộ vực sâu. Lực lượng gây sốc liên tục vang lên, giống như một tiếng sấm sét, để ngăn chặn không thể ngăn cản lật đổ sương mù tối tăm. Ầm ầm, hai lực lượng va chạm cực kỳ mạnh mẽ, lan ra cuồng khí tức, ngay lập tức nuốt chửng toàn bộ vực sâu. Trong lúc hoảng loạn, thậm chí có thể nghe thấy âm thanh hỗn loạn của thiên địa. Tiêu Viêm bảo vệ chặt chẽ Ngọc Tiên Tử, hỗn độn khí diễn hóa ra một bên tự thành thế giới, chặn tất cả khí tức ầm ầm. Bàn thiên mãng ngửa mặt lên trời thét dài, giống như muốn nuốt chửng thiên địa vũ trụ, vảy giáp kiên cố lấp lánh ánh sáng lạnh, quanh thân nó, bao quanh hàng vạn con rắn linh hồn nhỏ bé, phát ra âm thanh kỳ lạ khiến người ta đổi sắc, hóa thành sóng âm trùng điệp, chống lại tiếng sấm cuồng bạo liên tiếp xảy ra. Cả mộ viên mãng tổ đều rung lắc, trong đó có từng đợt xoắn xoắn, bên ngoài cửa hư không, khí thế của hư không cuối cùng vẫn bạo phát ra, trong nháy mắt đã lan đến hàng ngàn dặm, vân hải bị lực lượng mạnh mẽ xé nát. Từng cây gỗ không dễ cũng lần lượt tiêu diệt khí thế cuồng bạo bao trùm, nơi đi qua, tất cả sinh cơ đều không còn sót lại, may mà nơi cửa hư không thuộc về vùng đất hẻo lánh của Đại Huyền Thiên. Khí thế như thủy triều bắt đầu khởi động, cũng không ảnh hưởng đến sinh linh trong các chi phái. Xung quanh cổng hư không, nhiều người nghe tin lại lần lượt thay đổi màu sắc, ai nấy đều chật vật bỏ chạy trong tiếng gầm gừ, loại khí tức này khiến bọn hắn lĩnh ngộ đều run rẩy,
đây là thiên địa kiếp phạt, người muốn thoát khỏi trật tự thiên địa pháp tắc. Trong quá trình này, hoặc là trở thành người tiên phong của trật tự, hoặc trở thành người chết uổng công của trật tự. Sắc mặt Trúc Thì Cẩm có chút trắng bệch, hắn đứng trước cửa hư không, liều mạng muốn bước vào trong đó, khí tức bàng bạc lại giống như một con đập thoát lũ ập tới. Loại lực lượng chấn động này khiến hắn bất lực, hắn vươn tay ra, dùng hết lực lượng toàn thân, ánh hồng bảy màu đang điên cuồng lấp lánh. Trong thảm họa thiên địa này giống như cánh tay làm xe, Trúc Thì Cẩm chật vật lui về phía sau, toàn thân đã bị chấn nứt từng vết máu, trước mặt thiên địa lực lượng, coi như là bí mật bất truyền của đại gia đình Thánh Huy Thiên Quốc cũng không thể ngăn cản. Đây là động tĩnh của chúa tể bước vào đại chúa tể. Nép mình trong vòng tay của Tiêu Viêm, Ngọc Tiên Tử lắp bắp tự nói, mặc dù trong vực sâu, được bao quanh bởi sương mù tối tăm, nàng vẫn có thể cảm thấy một chuyển động như sụp đổ, giống như một sự sụp đổ của thế giới, mà làm cho nàng ngạc nhiên. Bước vào đại chúa tể có nghĩa là, ở một mức độ nào đó không còn bị trừng phạt bởi trật tự thiên địa pháp tắc, đó là một cuộc chiến cùng thiên địa, thế giới chi lực không có tác dụng. Tiêu Viêm giải thích, thiên địa lớn hơn thế giới, ngay cả đại chúa tể diễn hóa ra thế giới cũng bị ràng buộc bởi thiên địa. Nói xong, Tiêu Viêm ngẩng đầu lên, tinh quang trong mắt xuyên thấu Quỳnh Vũ vô cùng tối tăm, tư duy của hắn cùng nhau trở nên rộng lớn, trong không trung sơn mài mà hắn từng thấy, từng phong ấn đại chúa tể được sắp xếp theo thứ tự, có phong ấn sáng đến cực điểm, có con ảm đạm không ánh sáng, trong mảnh tinh hải này, một phong ấn đại chúa tể giống như một ngôi sao đang run rẩy kịch liệt, cùng với sự xuất hiện của bàn thiên mãng khí tức mà xuất hiện khí thế kinh người. Âm âm, giống như một thiên thạch rơi xuống. Sau một hồi giằng co, phong ấn đại chúa tể này đột nhiên xuất hiện từ tinh hải, giống như từ một thế giới khác, ánh sáng lấp lánh, làm cho Tiêu Viêm mở to mắt, và khi nhìn lại, bàn thiên mãng trước mắt đã là ngửa mặt lên trời, còn chắn nứt từng tấc, nó lấy chính nó làm dẫn dắt, hoàn toàn hóa giải cơn bão hỗn loạn giữa thiên địa. Chương 515, Trúc Thanh Hạm cùng Thẻ Lân. Một phong ấn đại chúa tể có kích thước như một ngôi sao, tại thời điểm này dường như phá vỡ trật tự của thiên địa pháp tắc. Từ một không gian bí ẩn hiện ra, tỏa ra ánh sáng, phá vỡ bầu trời dài, tất cả các sương mù xua tan, ánh sáng rực rỡ chiếu sáng toàn bộ vực sâu, đất hoang như ngày lâm ngày, từ tàn tích của hoàng cổ, rắc đầy ánh sáng vàng, vực sâu lần đầu tiên xuất hiện với một cái nhìn rõ ràng như vậy, Tiêu Viêm cùng Ngọc Tiên Tử trước mắt. Hai người không rảnh để chăm sóc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hư không nứt nẻ từng tấc, vỏ trứng khổng lồ đã là vô ảnh. Ở nơi thân hình khổng lồ của bàn thiên mãng tiêu tán, một bóng dáng xinh đẹp như người bé sơ sinh, lười biếng vươn thắt lưng trong sương mù, vẻ đẹp tuyệt đẹp thoáng qua khiến ánh sáng xung quanh dường như mất đi màu sắc. Chanh! Trên hư không, phong ấn đại chúa tể vang lên, từng luồng ánh sáng lượn lờ trên nó, cùng một lúc Thải Lân xuất hiện, phong ấn đại chúa tể có kích thước như một ngôi sao bắt đầu thu hẹp mạnh mẽ, gần như trong khoảnh khắc đã hóa thành kích thước nắm tay, ầm ầm. Tiêu Viêm tập trung toàn bộ sự chú ý của mình vào Tiêu Viêm, khi hắn ta nhìn lên phong ấn đại chúa tể, thần sắc đột nhiên thay đổi, ngay sau đó, một bóng dáng không biết từ đâu lướt qua như lôi điện, bàn tay rộng mở, giống như một con hổ xuống núi, đôi mắt đỏ thẫm nhìn chằm chằm vào phong ấn đại chúa tể, sẽ lấy nó trong tay. Phanh! Cùng lúc năm ngón tay vừa rơi xuống phong ấn đại chúa tể, bóng dáng này chấn động mạnh, giống như bị một lực lượng vô danh nào đó hung hăng đánh trúng, cả người đều cứng đờ. Ngay sau đó, một kích giận dữ của Tiêu Viêm đã từ trên trời giáng xuống, mang theo cơn giận dữ ngập trời, hỗn độn khí có một bóng dáng trung thành, không hề lưu thủ, theo một tiếng nổ xương vang vọng vực sâu, một bóng dáng áo đen liền nặng nề rơi xuống trên đó đất hoang, không có chút nào khí tức. Đáng chết! Tiêu Viêm cắn răng nghiến lợi, trong mắt hắn có hỏa diễm đang cháy, hai chữ này không biết là đang giận dữ mắng chửi người xuất thủ hay là mắng hắn. Chính mình lại sơ suất như vậy, vô tình để cho một người lèn vào. Thế nhưng, có thể lặng lẽ tiến vào trong này mà không hề phát hiện, hơn nữa thừa dịch chính mình hơi phân thần trong nháy mắt xuất thủ, những người ngoài cửa hư không, ai có thể có loại bản lĩnh này. Không kịp nhìn thân phận của người mặc áo đen, ánh mắt Tiêu Viêm một lần nữa nhìn về phong ấn đại chúa tể, thần kinh càng thêm căng thẳng, toàn tâm toàn ý chú ý bốn phía, phong ấn đại chúa tể cùng Thải Lân hòa hợp là ưu tiên hàng đầu, tuyệt đối không thể xảy ra nửa điểm sai lầm. Giống như hỗn độn khí trong sương mù, Thải Lân chậm ung dung đứng dậy, nàng toàn thân trần truồng, mái tóc đen tự nhiên rơi xuống, che đi một chút mê hoặc trong mắt nàng, nhìn chằm chằm vào phong ấn đại chúa tể phía trên, giữa hai người dường như thiết lập một số loại liên lạc, gần như trong khoảnh khắc Thải Lân đứng dậy, phong ấn đại chúa tể là một ánh sáng nhẹ nhàng và lấp lánh, bao phủ toàn bộ cơ thể của Thải Lân trong đó.
Nhìn thấy cảnh này, trái tim treo chặt của Tiêu Viêm chỉ là một chút thư giãn. Phong ấn đại chúa tể và Thải Lân tạo ra sự cộng hưởng, và tại thời điểm này, ngay cả khi ai đó xuất thủ, cũng không thể tước đi phong ấn đại chúa tể từ Thải Lân. Trong sương mù mờ mịt, Thải Lân chậm rãi nhắm hai mắt lại, mỗi một tấc da thịt của nàng đều lưu chuyển ánh sáng thánh khiết mà linh động. Trong lúc hoảng hốt, có thể nhìn thấy phía sau nàng hiện lên hình ảnh hư huyễn của bàn thiên mãng. Tiêu Viêm âm thầm giật mình, khí thế bắt đầu xuất hiện, thật sự vô hạn tiếp cận cảm giác của Tiểu Ngạo khi trở thành tổ long. Điều đó có nghĩa là, Thải Lân thậm chí còn có thể chạm đến tứ linh chi thanh long cấp độ. Dưới sự theo dõi của Tiêu Viêm cùng Ngọc Tiên Tử, phong ấn đại chúa tể cuối cùng đã được tích hợp vào cơ thể Thải Lân. Trong một khoảnh khắc cả hai phù hợp, Tiêu Viêm dường như đã đến tinh hải để bộc phát một ánh sáng rực rỡ, làm rung chuyển toàn bộ tinh hà. Ngươi nghe, thiên địa trật tự pháp tắc xiềng xích âm thanh tan vỡ. Không kiềm chế được sự phấn khích, Tiêu Viêm lắp bắp mở miệng, bọn hắn đang ở trong vực sâu, nhưng vẫn có thể nghĩ đến thế giới bên ngoài đã trở thành như thế nào. Hắn bước vào đại chúa tể, ở trong đại thế giới diễn sinh ra từ hỗn thế giới, thiên địa hạo kiếp rơi xuống, được đến đại thế giới che chở, mà bây giờ, Thải Lân là lấy mãng tổ đã ngã xuống dẫn dắt, hóa giải loại kiếp phạt này. Ngọc Tiên Tử gật đầu, mặc dù nàng không thể nghe thấy như Tiêu Viêm nói, có thể là sự khởi đầu này trong mỗi tấc xung quanh mạnh mẽ khí tức, làm cho cảm xúc thực sự của nàng đã đến một cái gì đó bất thường. Giống như có một loại khí tức xuyên qua vô số thời đại, tràn ngập mọi nơi trong mộ viên mãng tổ. Tiêu Viêm ánh mắt tinh xảo, hắn nhìn chằm chằm vào Thải Lân bị ánh sáng bao phủ, có thể cảm nhận rõ ràng sau này giống như thoát thai hoán cốt, cả người trở nên hư vô mờ mịt, giống như không thuộc về địa thiên này. Mau xem! Ngọc Tiên Tử mở to hai mắt, chỉ về phía Thải Lân, đợi Tiêu Viêm nhìn lại, hư không trước người Thải Lân không biết từ lúc nào đã lặng lẽ vỡ vụn, không có chút biến động khí tức nào. Trúc Thanh Hạm đã sớm đứng trước người Thải Lân, nhìn chằm chằm vào Thải Lân đang tắm hào quang thánh thiện. Nàng xuất hiện khi nào? Ngọc Tiên Tử lắp bắp tự nói. Tiêu Viêm thì sắc mặt tối sầm, tức giận nghiến răng nghiến lợi, trong lòng cũng không có thể làm gì được, thể chất của cô nàng này quá mức bá đạo, ngay cả khi đại chúa tể diễn hóa ra thế giới, thế nhưng cũng không thể hoàn toàn vây khốn. Trúc Thanh Hạm, người rốt cuộc muốn làm gì? Tiêu Viêm âm trầm mở miệng. Thải Lân đã hoàn toàn cùng với phong ấn đại chúa tể tương dung, sở hữu thực lực đại chúa tể, hắn cũng không lo lắng Trúc Thanh Hạm có thể làm gì, chỉ là vẻ mặt vô hại của tiểu cô nương này, thủ đoạn thật sự khiến người ta khó lòng phòng bị. Trúc Thanh Hạm liếc mắt nhìn Tiêu Viêm, ngang ngực hừ kiều một tiếng, sau đó tràn đầy ánh mắt lấp lánh như sao nhỏ nhìn về phía Thải Lân, gần như say sưa nói, tỷ tỷ thật là xinh đẹp. Thải Lân nhẹ nhàng mở mắt ra, có ánh sáng mềm mại lấp lánh ở giữa. Làn da của nàng như tuyết, thánh thiện đến cực điểm, cơ thể mềm mại trần trụi, tuyệt sắc phong cách vô tận có ánh sáng rực rỡ nhất, dường như có thể làm lu mờ tất cả mọi thứ giữa thiên địa. Cảm giác này, Tiêu Viêm chỉ trong một cái nhìn thoáng qua, đã được nhìn thấy trên hoàng nữ. Trong một đôi mắt đẹp, đồng tử từ một đường nét hóa thành bình thường, lực lượng bàng bạc cũng thu liễm vào giờ khắc này. Thải Lân nhẹ nhàng cúi đầu, vừa lúc nghe đến Trúc Thanh Hạ, nàng nghiêng đầu, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch. Trong giọng nói có giọng nói dễ nghe, ngươi là ai, sao lại ở đây? Tên ta là Trúc Thanh Hạ. Trúc Thanh Hạ mỉm cười, nàng si ngốc nhìn Thải Lân, chỉ cảm thấy chị gái này đẹp không gì sánh được. Tỷ tỷ, ngươi cùng ta đi Thánh Huy Thiên Quốc đi, ta muốn mỗi ngày cùng với ngươi. Nghe vậy, Thải Lân không khỏi bật cười, nàng ngẩng đầu lên, đón nhận ánh mắt của Tiêu Viêm, cho người kia một ánh mắt hỏi thăm, thấy Tiêu Viêm âm trầm lắc đầu, Thải Lân có chút tò mò nhìn Trúc Thanh Hạ một cái. Như có điều suy nghĩ gật đầu. Xung quanh sương mù mờ mịt, hóa thành một chiếc váy dài màu đỏ nhạt mặc trên người, hơi thở của Tiêu Viêm không khỏi chậm lại, trong nháy mắt, hắn phảng phất trên Thải Lân đã thấy mặt phong tình vạn trùng của hoàng nữ. Tiêu Viêm như một giấc mơ thức dậy, lắc đầu mạnh mẽ, loại bỏ hoàng nữ khỏi tâm trí của chính mình, kể từ lần vô tình nhìn thấy cơ thể của hoàng nữ, tại sao hắn ta không thể quên như vậy, người nữ nhân này thực sự có ma pháp không thể nào quên. Người của Thánh Huy Thiên Quốc. Làm sao có thể chạy tới đây? Trong lúc Tiêu Viêm bất đắc dĩ thở dài, giọng Thải Lân cũng vang lên nhẹ nhàng, Trúc Thanh Hạm bĩu môi, lắp bắp mở miệng nói, ta cùng ca ca đến từ thần đình Trung Nguyên Cảnh, đang định trở về Thánh Huy Thiên Quốc, sau đó cha ta ra lệnh, để chúng ta đến đây. Làm gì, chẳng lẽ là vì cùng Tiêu Viêm đánh một trận? Thải Lân trái tim như gương sáng, những gì đã xảy ra bên ngoài hư không nàng đã thu thập tất cả mọi thứ trong tầm mắt, Trúc Thanh Hạm thủ đoạn nàng mặc dù không biết. Nhưng gia hỏa nhỏ này có thể làm cho Tiêu Viêm một khuôn mặt khó chịu, đủ để chứng minh bản lĩnh của Trúc Thanh Hạm. Không phải.
Trúc Thanh Hạm lắc đầu, nàng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào mắt Thải Lân, khuôn mặt nhỏ bé vì hưng phấn mà đỏ bừng, "Tỷ tỷ, ngươi tên gì?" "Thải Lân, vợ của Tiêu Viêm." Thải Lân mỉm cười nhẹ nhàng, chiếc váy đỏ làm nổi bật vóc dáng hoàn hảo của nàng, phong cách vạn chủng, tình yêu dành cho Trúc Thanh Hạm, làm cho nàng dường như nhìn thấy bóng dáng của Tiêu Tiêu. "A." Nghe vậy, Trúc Thanh Hạm vẻ mặt ngạc nhiên, lập tức trong mắt tràn đầy mất mát, "Tỷ tỷ sao lại gả cho loại người đó?" Tiêu Viêm lập tức nổi trận, hắn hung hăng nhìn về phía Trúc Thanh Hạm, "Tiểu hỗn chứng này, rốt cuộc là tới để làm gì?" Chương 516, xa xa. "Nói đi, người tới đây muốn làm gì, nếu không thành thật, tỷ tỷ có thể sẽ xé rách miệng ngươi." Thải Lân chú ý đã đến sự thay đổi sắc mặt của Tiêu Viêm, nàng mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn về phía tiểu cô nương lạ này. "Ta cùng ca ca đến đây, mục tiêu là Tháp Huyền Lan, còn về Tiêu Viêm, là thỉnh thoảng ở Trung Nguyên cảnh nghe được hắn năng cùng đại chúa tể giao thủ, ca ca vốn không muốn đến, là ta cưng rắn muốn đến xem." Trúc Thanh Hạm lầm bầm mở miệng, nói, lén nhìn về phía Thải Lân, sợ nàng tức giận. "Người không có chúa tể cấp, làm sao có thể tự tin cùng hắn giao thủ?" Ánh sáng xung quanh dần dần thu hẹp lại, Thải Lân trong mắt có ánh sáng kỳ lạ đang lưu thông, trong khoảnh khắc này, nàng cũng nhìn vào tinh hà đã đến với một phong ấn đại chúa tể. Bây giờ nàng thực sự sở hữu một lực lượng thuộc về đại chúa tể, mặc dù vì mãng tổ, nhưng thực lực này, nhưng thực sự bị nàng nắm giữ, cũng có thể cảm nhận rõ ràng khoảng cách lớn giữa đại chúa tể và chúa tể, không thể nói cùng một lúc. "Bọn hắn nói rằng ta chắc chắn sẽ trở thành đại chúa tể trong tương lai, vì vậy ta tích lũy thêm kinh nghiệm phong phú của ta ngay bây giờ." Trúc Thanh Hạm tự hào ngẩng đầu lên, cười hắc hắc, lộ ra răng hổ. Nghe vậy, trong mắt Thải Lân không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc. Tiểu cô nương này lại tự tin như vậy, mặc dù đã đến mãng tổ toàn bộ lực lượng, nhưng nàng có thể cảm nhận rõ ràng, trước kia trong mắt người khác bình tĩnh mỗi giây, đối với nàng mà nói đều giống như một thời đại dài như một thời gian dài, cùng đại chúa tể phong ấn dung hợp, trong vô hình chung tràn ngập nguy cơ lớn, may mà nàng đã vượt qua. Sự ly kỳ khi đi lại trên lưỡi dao này khiến người đó có thể tự tin làm như không thấy. "Người đi Huyền Lan Tháp làm cái gì?" Đợi Thải Lân cùng Trúc Thanh Hạm đồng thời tiến lên phía trước. Tiêu Viêm không tức giận mở miệng, nếu đổi lại là người khác, hắn đã sớm xuất thủ oanh giết nó, nhưng tiểu cô nương này, cùng thiên địa phù hợp thể chất, khiến cho nàng có thể bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào hư không mà không hề dao động, coi như là hắn, cũng không dám nói nhất định có thể đánh bại nó. Đương nhiên là tìm chủ nhân của Huyền Lan Tháp rồi. Trúc Thanh Hạm trợn trắng mắt nhìn Tiêu Viêm, sau đó cười hắc hắc về phía Thải Lân, bàn tay nhỏ bé lật lên, một ngọc bội giống như ngọc trắng xuất hiện trong tay. Ngoan ngoãn đưa tới trước mặt Thải Lân, "Tỷ tỷ, sau này có cơ hội đến nhà trúc của Hoàng Huy Thiên Quốc, nếu ngươi ở đâu, nhất định sẽ được chiêu đãi thật tốt." Chờ Thải Lân nhận bạch ngọc bội, Trúc Thanh Hạm cười càng thêm vui vẻ, làm nũng bĩu môi, sau đó cũng không thèm nhìn Tiêu Viêm một cái, trực tiếp hòa nhập vào hư không không thấy bóng dáng. Đối với không gian lại nắm giữ thuần thục như vậy, Thải Lân ngẩn người, hư không trước mặt mượt mà như gương, không có chút gợn sóng nào. Điều này làm cho nàng cảm thấy đã đến một trận kinh ngạc. Nàng là một thân thể phù hợp thiên địa, được mệnh để bước vào đại chúa tể, lĩnh ngộ ý tưởng tự nhiên là không gian. Tiêu Viêm cùng Ngọc Tiên Tử tiến lên, hắn có chút đau đầu, cứ như vậy mặc cho Trúc Thanh Hạm rời đi, đối với hắn mà nói, không biết là tâm tình khó tả gì. "Vậy tại sao người không giết nàng?" Thải Lân nâng đôi mắt lên, chợt mở miệng, trong lời nói lại mang theo một chút lạnh lùng. "Tại sao?" Tiêu Viêm nheo mắt lại. Chào đón đôi mắt của Thải Lân, chờ đợi câu trả lời sau này. Nàng là một thiên địa phù hợp, sẽ hiểu được không gian ý cảnh, đưa nàng trở thành đại chúa tể, tất nhiên là cá nhảy xuống biển, đến lúc đó, thậm chí có thể mạnh hơn ngươi. Thải Lân nhẹ nhàng mở miệng, nàng phải đến mãng tổ lực lượng, cũng phải đến sau này rộng lớn như biển khói, đối với Trúc Thanh Hạm biểu hiện ra thủ đoạn, có thể thấy rất rõ tương lai của người kia sẽ như thế nào, nếu đã là đối thủ, thì nên chém giết trước khi xưa mới đúng. Cứ như vậy ở lại, dường như quá mức nhân tâm, chẳng lẽ chỉ vì ngoại hình của nàng có thể yêu? Nếu thật sự là như vậy, ta thật sự rất kỳ vọng, chí tôn lộ quá mức cô đơn cũng không có ý nghĩa, thỉnh thoảng có thể xuất hiện vài đối thủ thú vị, đây mới là niềm vui chiến đấu. Tiêu Viêm nhếch miệng cười, cho đến bây giờ, hắn đã coi chí tôn là một mục tiêu, con đường đã bắt đầu này, hắn hy vọng có thể gặp được nhiều đối thủ thú vị hơn, những người bên ngoài hư không. Thật sự là không thể nhắc tới hứng thú, coi như cho đến bây giờ, hắn cũng khát khao có sự xuất hiện của các đối thủ như Hạng Vũ, Tiêu Thiên Giã. Người trước đây có thể không phải như vậy. Nghe vậy, Thải Lân khẽ cười,
đôi mắt sâu thẳm và trong vắt nhìn về phía Tiêu Viêm cùng Ngọc Tiên Tử, giọng điệu bình thản mang theo sự phấn khích không thể che giấu, ta là đại chúa tể. Xin chúc mừng Thải Lân tỷ tỷ. Ngọc Tiên Tử là người đầu tiên mở miệng, nàng rất hâm mộ, khi Thải Lân trở thành đại chúa tể, sau này cả về khí chất lẫn thần thái đều có sự thay đổi rất lớn. Lần đầu tiên nhìn thấy Thải Lân, trong đầu nàng vô thức nhớ đến hoàng nữ, người nữ nhân chỉ gặp một lần, khiến nàng đều cảm thấy kinh ngạc, và bây giờ, Thải Lân lại lần lượt cho nàng cảm giác này. Ý cảnh lĩnh ngộ là cái gì? Tiêu Viêm ánh mắt nóng bỏng mở miệng, hắn chú ý đã đến Thải Lân quanh thân có một loại lực lượng không thể nói rõ đang khởi động, loại lực lượng này, hẳn là Thải Lân đột phá thiên địa trật tự pháp tắc lĩnh ngộ đại đạo. Xa xa, Thải Lân giơ tay lên, năm ngón tay thon dài nhẹ nhàng nắm chặt. Lực đại chúa tể bắt đầu khởi động, trong lòng bàn tay diễn ra một phương thế giới, bạo phong tứ ngược, cát bay đá chạy, cát ngưng tụ thành từng con rắn bạc giống như tâm linh rơi vào trên người Thải Lân, phảng phất được khoác lên một lớp lụa mỏng màu bạc. Đây là một loại thổ ý cảnh, gọi là xà xa. Nói xong, Thải Lân tùy ý vung tay lên, tấm lụa mỏng màu bạc giống như từng đạo luyện tập xuyên qua hư không, trên vực sâu, trong nháy mắt hóa thành nhà giam đất cát bán kính khoảng mấy chục dặm. Mỗi một giọt cát đều giống như một lưỡi dao sắc bén, đem hư không đều là đâm thủng. Người muốn thử không? Thải Lân nhìn về phía Tiêu Viêm, đại mi gảy nhẹ kiêu ngạo, Ngọc Tiên Tử che miệng cười, đã nhanh chóng lùi lại, để lại cho hai người không gian rất lớn. Tới đi! Tiêu Viêm không khỏi có chút nóng lòng muốn thử, bao nhiêu năm qua, hắn vẫn chưa từng giao thủ với Thải Lân, nay Thải Lân rốt cuộc đã đạt đến cùng một cấp độ, loại này gần như tăng vọt, khiến hắn cũng muốn thử thực lực của Thải Lân rốt cuộc như thế nào. Hư! Tiêu Viêm dứt lời, Thải Lân đã không chút do dự xuất thủ, nhà giam đất cát giống như một ngôi sao rơi xuống, hướng về phía Tiêu Viêm trực tiếp nổ tung xông đến, nơi đi qua, cùng phía dưới đất hoàng sa hô ứng, từng cột đá từ trong đất đứng thẳng đứng lên, giống như có thế ngút trời, đem Tiêu Viêm vây khốn trong cột đá trùng trùng điệp điệp. Ngay sau đó, nhà giam đất cát muốn đi một con cự mãng, mở ra huyết bồn trong hư không đại khẩu, nuốt chửng Tiêu Viêm. Chanh! Thải Lân nằm ngón tay nắm chặt, vây Tiêu Viêm trong nhà giam đất cát, từng cột đá giống như một phong ấn được phong ấn, tất cả đều đâm vào nhà giam đất cát. Trong tay kia, một bên diễn xuất giống như có hàng trăm triệu sinh linh hội tụ ra, hóa thành một thanh trường kiếm trắng bạc như cát, trường kiếm vặn vẹo hư không, trong nháy mắt xuyên thủng nhà giam đất cát, bộc phát ra lực lượng khiến người ta kinh hồn bạt vía lượng. Nàng không có chút lưu tay, phát huy thực lực đại chúa tể đã đến cực hạn. Ngọc Tiên Tử ở xa xa không khỏi giật mình, ánh mắt của nàng rơi vào nhà giam đất cát. Sau khi ngân sắc xuyên qua nhà giam này, nàng không cảm thấy khí tức chút nào. Ngay trong lúc kinh ngạc, trong nhà giam đất cát đột nhiên dâng lên khí tức bàng bạc, giống như muốn phá vỡ chân trời. So với lực lượng đại chúa tể của Thải Lân không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Răng bạc Thải Lân cắn chặt, nằm ngón tay nắm chặt không ngừng run rẩy. Nhưng chỉ sau một thời gian ràng co đã mở ra năm ngón tay, nhà giam đất cát đột nhiên nổ tung, hỗn độn khí bắt đầu, Tiêu Viêm bình yên rơi xuống đất, chênh lệch vẫn lớn như trước. Thải Lân cắn răng, ngọc thủ vung qua, cột đá trong đất hoang hóa thành đầy trời cát rơi xuống, lòng bàn tay trong nội tâm thế giới cũng lặng lẽ tản đi. Người phải đã đến mãng tổ lực lượng, mặc dù dung hợp phong ấn đại chúa tể, nhưng thực lực của chính nó là không đủ vững chắc, lực lượng này rất khó để gây ra thiệt hại đáng kể cho kẻ thù cùng là đại chúa tể. Tiêu Viêm vỗ tay áo, hắn lắc đầu, không chút nể tình, tiếp tục tu luyện. Thải Lân không nói gì, nàng rất tức giận, nhưng những lời của Tiêu Viêm làm cho nàng không thể bác bỏ, chỉ âm thầm chấp nhận. Nơi này, ta cần thu nhập vào thế giới của ta, có thể cần một số thời gian. Rời vào đất hoang, Thải Lân nhìn về phía Tiêu Viêm. Đối thủ, vô tận đất hoang cũng là một trong những thủ đoạn của nàng. Ta còn có việc, có thể cần rời đi trước. Nghe vậy, Tiêu Viêm cau mày, trôi qua một vài ngày, hoàng nữ cho hắn thời hạn dường như sắp đến.